Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Forest Monster series here. Let's go. Let's go. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ hai, Slenderina The School. Let's go. Ở từ game này các bạn sẽ phải đi tìm 8 món đồ. Và bây giờ thì mình sẽ vào từng căn phòng một. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang các anh làm bên kia. Mà lại xuất hiện liên tục. Ok.
Phòng này không có gì. Tiếp tục nào, mình sẽ sang phòng bên cạnh đây. Và khi tìm hết ở tầng 1, các bạn sẽ phải lên trên tầng 2 tìm tiếp. 3 giờ đủ 8 bắt đầu thì các bạn sẽ vào dưới tầng cuối cùng. Ở đó có một căn phòng và các bạn sẽ mở ra và lắp 8 bắt đầu đó vào. Đây là phòng ăn, à phòng bếp. Ok, phòng này hết rồi. Rồi, và đây là phòng ăn. Ok, sang dãy hành lang tiếp theo. Món đồ thứ năm. Rồi, còn hai món đồ nữa thôi. Tiếp tục tìm tiếp nào. Let's go. Mình sẽ lên trên đây xem có gì không. Ok, không có gì. Bây giờ thì mình sẽ xuống dưới cùng. Các bạn sẽ lắp 8 bắt đầu vào đây. Ok. Cánh cửa trên kia sẽ mở ra. Và bây giờ các bạn sẽ lên trên tầng 3. Các bạn phải tìm cả một con gấu bông nữa. Nếu mà trên này không có thì các bạn vẫn lại phải đi tìm tiếp một con gấu bông. Ở trên này không có rồi, các bạn phải đi tìm tiếp một con gấu bông. Đọc một con gấu bông vào đây, sau đó thì các bạn sẽ được một tấm ảnh. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ 3. Play. Let's go. Continue. Tựa game này đơn giản hơn tựa game vừa rồi. Đó là các bạn chỉ cần đi tìm 20 chiếc túi thôi. Và khi gặp con ma đó thì các bạn chỉ cần vào một căn phòng. Một căn phòng nào đó thì nó sẽ không vào được bên trong. Nó chỉ đi được các hành lang bên ngoài thôi.
Let's go. Ok, nó đã lên tầng 2, bây giờ thì mình sẽ xuống tầng hầm. Nó đang gần đây, chạy thôi. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ lên luôn tầng 2. Lên tầng 2 cùng mình luôn. Wow, rất là thính. Oh my god. Các bạn phải đợi, đợi xem nó đi đâu. Ok, còn 3 chiếc túi thôi, 2 chiếc túi nữa. Một chiếc túi nữa. Let's go, đủ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ xuống dưới tầng 2. Mong sao không gặp được ông ta. Rồi, mình sẽ xuống đây. Và các bạn sẽ vào trong căn phòng này. Ok, đã hoàn thành được game. Và bây giờ thì mình sẽ vào tới game thứ tư, Granny Chapter 1. Let's go. Ok. Yeah, let's go. One day. Và bây giờ thì mình sẽ mở những cái này ra xem có gì ở đây không. Không có gì. Trốn luôn đường này đi. Đây có một chiếc kim. Mở đây ra xem có gì không. Wow. Rồi mình sẽ xuống đây. Rồi, mình sẽ đi nó tắt đây. Chiếc kim này để các bạn sẽ cắt một đoạn dây ở ngay chiếc cửa của mình. Mình sẽ cắt luôn. Sau đó thì mình lại quay lại.
Ồ, và ta đã đặt một cái ở đây rồi. Một chiếc bẫy. Không biết có việc gì không. Thôi mình đi được khác vậy. Mình sẽ mở ra đây. Ở đây có một chiếc búa. Rồi, lại xuôi ra đây. Let's go. Rồi, mình sẽ đi là. Ok. Vào lên trên này luôn. Oh my god. Wow. Bị dính ở đây rồi. Mình quên mình không để ý ở chỗ này. Cái này thì các bạn không thể nào chạy thoát được. Và bắt buộc các bạn phải bị bà ta tóm thôi. Đây là một chiếc bẫy rất là kinh khủng. Rồi ok. Và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Play. Ok. Wow. Đây đúng là một tựa game ma. Rất là khiếp luôn. Chỉ cần nghe tiếng nhạc thôi đã đủ khiếp rồi. Mình sẽ đi sâu vào đây xem có gì không. Oh my gosh. Một đoạn dây. Oh my gosh. Wow. Mình sẽ lắp vào đây. Cánh cửa nó mở ra. Oh my gosh. Tiếng kêu của mèo nhưng mà không thấy con mèo đâu. Chỗ này không biết có mở được không. Không mở được rồi. Mình sẽ đi bên này đi. Trong này không còn gì. Đó các bạn ghi vào bẻ khóa ở tựa game này. Rồi và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ tiếp theo. Bây giờ Malas 3. New game. Continue. Ok, cái này các bạn phải đi tìm một thứ. Zoom.
nó vào trong được ngôi nhà này. Một cửa à? Wow. Gần đây xem có gì không đã. Chiếc chìa khóa. Oh my gosh. Một viên kim cương. Đây như kiểu là một ngôi nhà bị ma ám. Rồi, đi sâu tiếp bên trong. Chút bật nữa. Ok, mình xin lên trên tầng. Chỉ cần nhìn bức ảnh thôi là đã đủ rợn da gà rồi. Oh my God. Wow. Đây, đúng là một tựa game giận người. Đó các bạn, sau đó thì các bạn sẽ đi tìm hiểu tiếp. Đây là một ngôi nhà bị ma ám rất là kinh dị. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. New game. Let's go. Đây là một cái xô. Bây giờ thì mình sẽ vào trong ngôi nhà này. Để tìm vào lấy cái xô đó. Ok. Xô đây rồi. Trong này có một chiếc chìa khóa. Tiến vào bên trong. Lấy chiếc chìa khóa này nào. Ok. Rồi, sau đó thì mình sẽ đột nhập vào trong ngôi nhà này. Bẻ khóa từ game này. Và từ game này bẻ khóa cũng rất là lâu các bạn nhé. Ở đây thì có một cái lọ nóng bình. Cần một chiếc búa cơ. Mình sẽ đi tìm chiếc búa. Đồng ngựa. Chiếc búa đây rồi. Quay lại thôi. Để
mình xem còn những cái cửa nào ở dưới này không. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên đây. Cái này như kiểu xoay ngược điện thoại sẽ có một cái gì đó. Rồi, mình sẽ mở cánh cửa đây ra. Wow. Rồi sau đó các bạn sẽ ra chỗ hai con ngựa, đầu ngựa kia. Các bạn sẽ xoay điện thoại và nó sẽ ra một cái gì đó. Rồi các bạn sẽ giải mã dần dần. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Slender 2. Ok, mình sẽ vào map này đi. Ở từ game Slender 2 này các bạn phải đi truy tìm 7 con ma. Nó sẽ quanh quẩn ở trong cái map bản đồ này. Và trong map bản đồ này thì sẽ có ông Slenderman. Ông ta sẽ đi xung quanh đây và tìm và săn lùng các bạn. Cho nên các bạn săn lùng ma, còn ông ta sẽ săn lùng các bạn. Ok, mình sẽ đi xung quanh đây xem có con ma nào không. Let's go. Gần đây có một con. Đây rồi, nó đang đi đường này. Mình sẽ đi nhanh và bắt nó. Ok. Con thứ hai. Các bạn lưu ý nên đi những chỗ rất là rộng để có gì gặp Slenderman các bạn có chạy được. Bởi vì bọn con ma, những con ma này là những con ma nó sẽ đi xung quanh. Cho nên các bạn cũng không cần phải đi tìm quá xa hoặc là đi tìm những cái góc khuất. Bởi vì nếu mà tìm những góc khuất thì các bạn vào sẽ bị Slenderman nó bắt mất. Bởi vì khi nó đứng ở bên đằng sau các bạn thì các bạn sẽ không thể nào chạy được. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Một ngôi nhà ma. Ok. Rồi, mình sẽ mở ở đây ra. Oh my god. Biết bay niềng xỉu luôn. Let's level 2. Mình sẽ ra dấu chấm màu cam này.
điều cái này không có nút chạy cho nên đi rất là chậm. Oh my gosh. Level 3. Tiếp tục đi đường này tiếp. Oh my gosh. Wow. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Có đang đi trước tôi chú. Let's go. One day. Wow, bà ta đang đây. Chạy thôi. Oh my gosh. Wow, hai ông bà ở đây. Oh-ho. Cho ông bà này xuống đây đi. Mình sẽ tìm ở đây xem có gì nữa không. Oh my god. Wow. Không ngờ bà ta đi đường này nhanh thật. Wow wow wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. City here. One day. Let's go.
phải đi tìm một chiếc máy bay bằng giấy. Khi gặp Siria thì mình có thể sẽ phải ném máy bay để tránh Siria sẽ leo mình. Không có rồi, thôi bắt buộc phải đi thôi. Wow, ông ta đang ở đây. Mình sẽ lấp xuống. Oh my god. Không hiểu sao ông ta phát hiện ra mình giỏi vậy. Wow. Ok. Hiện rất là giỏi luôn, rõ là mình không cử động gì. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào lại. Các bạn sẽ phải giải mã 3 câu đố thì các bạn mới sẽ hoàn thành được chắc câu ăn này. Ông ta đang ở chỗ ai? Ok. Phải điên lại. Let's go. Đây rồi, ngôi nhà đây rồi. Xe y ơi. Cái gì đây? Pinsa Aquario. Cái này thì mình phải tìm hiểu chỗ này. Khi giải mã được câu đố ở đây, các bạn có thể tìm tiếp và giải mã ở câu đố ở các nhà khác. Ok, rồi. Và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. From. Thank you.
Oh my god, ấn là không được rồi. So, ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.